Xu hướng tìm kiếm và tải về các ứng dụng trên các thiết bị di động thông minh trở nên phổ biến trong thời gian gần đây. Chỉ riêng năm 2013 đã có gần 80 tỷ lượt tải về các ứng dụng trên Google Play. Theo một báo cáo của Google và Marketing Charts, có đến 79% người sử dụng smartphone để phục vụ mua sắm, trong đó 35% là tìm kiếm các ưu đãi khuyến mãi. Nhu cầu này đã tạo ra một cuộc chạy đua về việc cung cấp nội dung và dịch vụ như một điểm cạnh tranh, giá trị gia tăng hữu ích mà các hãng công nghệ tạo ra để thu hút khách hàng. Hôm 5 tháng 4, Samsung Việt Nam đã giới thiệu ứng dụng miễn phí quà tặng Galaxy nhằm cung cấp cho người sử dụng điện thoại di động, máy tính bảng của riêng hãng này những khuyến mãi ưu đãi độc quyền thuộc nhiều lĩnh vực như là mua sắm, giải trí, làm đẹp, ẩm thực, v.v. cùng nhiều quà tặng khác mà không phải mất thời gian tìm kiếm. Hiện ứng dụng quà tặng Galaxy của Samsung đã cập nhật khoảng hơn 40 chương trình ưu đãi, trong đó nhiều ưu đãi lên đến 60% từ các thương hiệu nổi tiếng như là CGV, Alfresco, Chillbar, Night West tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Người dùng chỉ cần mở Samsung Apps hay là Google Play Store lên và gõ từ khóa quà tặng Galaxy để tải ứng dụng này về với yêu cầu thiết bị Samsung phải chạy hệ điều hành Android 4 chấm trở lên. Tính đến nay, quà tặng Galaxy đã có hơn 20.000 lượt tải về và kho ứng dụng của Samsung tại Việt Nam đã đạt mức 25 triệu lượt tải.